Bạn đã có nhu cầu mua đích Lenovo Mobile uy tín, giá rẻ nhất Việt Nam? Hãy đến với shopmobileviet.vn. Ở Lenovo Việt bán lích Lenovo Mobile, mọi lích trên shop 100% có thể đổi mật khẩu được. Xin chào các bạn, theo các bồ lão của làng Lenovo Mobile, 2 năm trước, con khỉ được sư phụ Đường Tăng cứu thoát khỏi dãy núi Bà Tưng hay không dãy núi Ngũ Hành Sơn để gia nhập Lenovo Mobile, và từ đó đến bây giờ khỉ rất mạnh, vô cùng bá đạo. Rất nhiều anh em trong game Mobile muốn con khỉ này giảm sức mạnh nhưng mà không có được, nó cứ tăng hoài thôi, nó cứ khỏe hoài thôi anh em ơi. Chính vậy được Mô Việt và rất nhiều anh em đưa đơn tố cáo là con khỉ đấy trong quỷ quá, ai chơi. Chính vậy hội đồng Lenovo Mobile quyết định là sẽ giảm cái khả năng bá đạo của khỉ ngủ không, chính là nội tại của nó có đến 15% tỷ lệ chí mạng. Nhưng mà phiên bản chiến trường 3.0 sắp tới, khỉ có nguy cơ chỉ còn có 12% tỷ lệ chí mạng thôi anh em ơi, giảm 3% tỷ lệ chí mạng ở nội tại khỉ ngủ không, khiến khỉ đập chí mạng ít hơn và bớt cái độ bá đạo đi nha. Ở đây điều tuyệt vời của anh em ghét khỉ, thực ra bây giờ pick được khỉ nó khó lắm, anh em cứ auto cấm khỉ thôi, cứ đè con khỉ mà cấm thôi. Thực sự là muốn pick được khỉ vô cùng khó khăn. Chính vậy Vimo Việt sử dụng lại tư liệu clip của sáng nay. Ok, con khỉ rất khỏe, và nhưng mà để chơi khỉ tốt, nhất là khỉ đi rừng, các bạn cần chú ý những điểm sau. Đầu tiên là đánh khỉ phải đầu game ở farm tốt. Khi các bạn có một đồ chí mạng rồi, ít nhất là thánh kiếm các bạn mới bá đạo được. Đó, đánh khỉ thì vẫn là đánh theo kiểu áp sát combo, là chiêu 1 đánh thường, chiêu cuối đánh thường, chiêu 2 đánh thường, hoặc là chiêu 2 đánh thường, chiêu cuối đánh thường, chiêu 1 đánh thường. Nghĩa là các bạn sẽ phải dùng thứ tự là chiêu cuối ở giữa nha, để tạo cái khả năng khống chế và sốc đam một combo một mạng. Ok, còn vấn đề tiếp theo đó là trang bị thì các bạn theo dõi bên dưới này. Còn bảng ngọc của khỉ ngủ không thì mình cũng trình bày anh em rất nhiều rồi. Ngọc đỏ là ngọc tỷ lệ chí mạng 0.7%, sát thương chí mạng 3.6%. Ngọc tím, sức kết hợp của ngọc tốc đánh tốc chạy 1%, 7 viên và 3 viên hút máu 1.6%. Ngọc lục là công lý xuyên giáp nha. Khỉ giảm sức mạnh anh em rất là buồn, đối với anh em yêu thích khỉ, có khỉ ngủ không. Thực sự là đây là bị tướng tôi rất nhiều anh em yêu thích, bởi vì gắn liền với bộ phim Tây Du Ký. Tây Du Ký anh em ơi. Đó, cái nghe cái nhạc huyền thoại lên là các bạn nhớ không khỉ ngủ không cùng sư phụ Đường Tăng chưa bắt giới và sang Ngộ Tĩnh đi Tây Trúc Thỉnh Kinh. Bù lại cái sự giảm tỷ lệ chí mạng 3% thì sẽ tăng một chút giáp, tăng 40 giáp và 30 giáp phép cho khỉ ngủ không. Đấy, khỉ trâu hơn. Cái này thì không cần thiết, khỉ chúng ta vẫn là chí mạng. Anh em nghe nói là trên bản chiến trường 3.0 thì có cái phù hiệu. Ok, cái phù hiệu này phù hợp với rất nhiều tướng nhưng lại không phù hợp với rất nhiều tướng. Có nhiều tướng lại cảm thấy là rất mạnh, mà có tướng là phù hiệu cũng không có tác dụng gì nhiều. Đối với con khỉ ngộ không có một cái phù hiệu ở Ngọc Cung Điện Ánh Sáng anh em ơi. Cái phù hiệu cấp 2 này khiến những trang bị được cộng thêm 15 hay 16% tỷ lệ chí mạng. Nghĩa là với đồ 30% tỷ lệ chí mạng thì các bạn sẽ có tầm thêm là hơn 4% tỷ lệ chí mạng, 5% tỷ lệ chí mạng. Cái này thì khiến khỉ nó quá bá đạo nếu mà cái phù hiệu nó kết hợp với con khỉ ngộ không. Chính vậy hội đồng Lenovo Mobile mới quyết định là giảm cái tỷ lệ chí mạng từ nội tại của khỉ để cái phù hiệu kết hợp với khỉ ngộ không nó không quá bá đạo thôi. Thực ra là con khỉ này trong phiên bản tiếp theo mình nghĩ là vẫn rất mạnh, mang tiếng là giảm thôi nhưng mà lại không hề giảm chút nào. Đó là thông tin Mô Việt muốn truyền đạt đến anh em trong video clip này. Thực sự là pick khỉ quá.
sinh ra trong gia đình đàn hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có đàn yêu thương ta ngọc cảnh ba. Thân tôi mang kiếm phu không được lại gần đến nhau, nhưng đôi đua bóng mèo vẫn mơ được trời bóng bao. Em thương tôi trái ngang giống cha mẹ gọi cũng chẳng đắng tay mối tình hầu tôi như như đại ta tin. Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta không biết thân phận kiếm phú dám mơ thành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang thêm tôi chọn tướng công cho nàng nâu tia đắng sông. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hông, nước mắt thân hồng có ai đớn đau gì đâu. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hông, nước mắt thân hồng có ai đớn đau gì đâu. Hãy subscribe.